Thưa quý vị và các bạn, trận đấu vừa rồi giữa Việt Nam và Triều Tiên đã kết thúc với tỷ số 1-2. Vậy là U23 Việt Nam đã chính thức bị loại từ vòng bảng U23 châu Á 2020. Thật sự là rất buồn và rất tiếc nuối cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã hy vọng nhiều hơn, các cầu thủ của chúng ta cũng đã làm hết sức, nhưng kết quả lại không như chúng ta mong đợi. Ở lượt trận cuối cùng bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã chạm trán U23 Triều Tiên, quyết tâm giành trọn 3 điểm. Huấn luyện viên Park Seo tung ra đội hình mạnh nhất với sự xuất hiện của Nguyễn Trọng Hùng bên cánh trái. Vừa bước vào trận đấu thì U23 Việt Nam đã chủ động chơi tấn công tổng lực nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Và sau nhiều tình huống uy hiếp cầu môn của Kang Joo-hyuk thì các học trò của huấn luyện viên Park Seo đã tìm kiếm được bàn mở tỷ số. Từ đường truyền dài của Thành Trung, Tấn Tài thoát xuống bên phía cánh phải rồi thực hiện pha căng ngang vừa tầm cho Tiến Linh băng vào dứt điểm ở cự ly rất gần, đánh bại thủ thành Joo-hyuk ở phút thứ 16. Có bàn dẫn trước nên các cầu thủ của chúng ta tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng nhằm áp đảo thế trận so với U23 Triều Tiên. Khi tấn công nhiều không có thêm bàn thắng thì U23 Việt Nam đã phải nhận trái đắng khi Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm ngớ ngẩn. Từ cú sút xa của số 12 Kang Kuk-chon, Tiến Dũng đã xử lý không tốt và để bóng sội xà bay vào lưới, qua đó gỡ đều 1-1 cho U23 Triều Tiên và đây cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên của trận đấu. Bước sang hiệp 2, thì huấn luyện viên Park Seo liên tục đưa ra thay đổi về mặt nhân sự. Những làn gió mới đã giúp hàng công U23 Việt Nam liên tục gây nguy hiểm lên cầu môn của Kang Joo-hyuk. Tuy nhiên thì Tiến Linh, Đức Trinh hay Hoàng Đức đều không thể tận dụng được các cơ hội ngon ăn. Và bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, U23 Việt Nam lại còn bị U23 Triều Tiên vươn lên dẫn trước 2-1 khi Ri Chong-gyu đánh bại Tiến Dũng trên chấm 11m. Chung cuộc thì U23 Việt Nam đã để thua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2. Và trong trận đấu này thì chúng ta có thể thấy rằng ông trọng tài người Iraq Saray đã có những quyết định chưa thật chính xác khi có vẻ như là thiên vị U23 Triều Tiên. Trong hiệp 1 thì trọng tài người Iraq này đã có nhiều quyết định bỏ qua các pha phạm lỗi của U23 Triều Tiên so với U23 Việt Nam. Đặc biệt là ở cuối hiệp 1, một cầu thủ Triều Tiên đã để bóng chạm tay nhưng trọng tài này lại bỏ qua và không thổi penalty. Thật không thể hiểu nổi các trận đấu khác thì VAR được sử dụng trong các tình huống 10-10 nhưng ở trong trận đấu này VAR đã biến mất. Chưa dừng lại ở đó, ở phút thứ 90+1, vị trọng tài này còn rút thẻ vàng thứ 2 cho Đình Trọng và buộc anh phải rời sân. Kết quả này đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức dừng chân từ vòng bảng U23 châu Á 2020. Bóng đá Việt Nam 3 lần lách qua khe cửa hẹp trong vòng 5 năm. Hai trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 0-0 trước U23 UAE và U23 Jordan đã khiến cho U23 Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Nhiệm vụ đặt ra cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở lượt đấu cuối là phải giành chiến thắng cách biệt trước U23 Triều Tiên, đồng thời hy vọng trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan không khép lại với kết quả hòa có tỷ số. Có thể nói, cánh cửa vào tứ kết của những chiến binh rồng vàng lúc này là khá hẹp. Thế nhưng thực tế cho thấy trong vòng 5 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã không ít lần lách qua khe cửa hẹp để giành quyền đi tiếp ở sân chơi châu lục. Còn nhớ tại vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam sau khi vượt qua đội chủ nhà U23 Malaysia 2-1 đã để thua U23 Nhật Bản 0-2 ở lượt trận thứ hai. Chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là U23 Macau ở lượt đấu cuối, đội bóng áo đỏ đã có được chiến thắng cần thiết với tỷ số 7-0, trong đó có một cú hat-trick của tiền đạo Công Phượng để có được hiệu số bàn thắng bại đủ lớn là dương 6, qua đó giành vé lọt vào vòng chung kết với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tiếp đó, tại vòng chung kết U23 châu Á 2 năm về trước, sau hai lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam chỉ mới có 3 điểm, bằng điểm với U23 Úc và kém 1 điểm so với U23 Hàn Quốc. Thế rồi, ở lượt đấu cuối, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một trận đấu quả cảm để giành được 1 điểm trước U23 Syria. Kết quả vừa đủ này giúp đoàn quân áo đỏ giành quyền đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ 2 ở bảng D, hơn đội xếp thứ 3 là U23 Úc đúng 1 điểm, thua U23 Hàn Quốc 2-3 ở lượt trận cuối. Gần đây nhất, tại vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên, thua đội tuyển Iraq với tỷ số 2-3 và thua đội tuyển Iran với tỷ số 0-2. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, những chiến binh rồng đã tìm được chiến thắng vừa đủ với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Yemen để khép lại vòng bảng với 3 điểm cùng hiệu số -1. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam ngang bằng với đội tuyển Lebanon về hầu hết mọi chỉ số.
Nhưng chúng ta lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/8 nhờ nhận ít thẻ vàng hơn so với đối thủ này, 5-6. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng rằng lần này thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ lách được qua khe cửa hẹp giống như 3 lần trước đây để giành quyền lọt vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu lục. Huấn luyện viên của U23 Nhật Bản chờ bị sa thải trước sức ép từ dư luận. Theo truyền thông Nhật Bản, huấn luyện viên Hajime Morizasu đang chờ bị sa thải trước áp lực chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ sau khi tuyển U23 bị loại ở vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà không có chiến thắng nào. Báo giới Nhật Bản, người hâm mộ nước này bắt đầu khởi hành những chiến dịch yêu cầu Liên đoàn bóng đá quốc gia GFA sa thải hoặc ông Morizasu phải từ chức sau thành tích mà họ ví là nhục nhã ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Theo đó, sau khi thua Ả Rập Saudi và Syria cùng tỷ số 1-2, đội chủ nhà Olympic 2020 vừa chia tay giải đấu với trận hòa 1-1 trước U23 Qatar ở lượt trận cuối bảng B hôm 15 tháng 1. Bất chấp một số ý kiến cho rằng U23 Nhật Bản đến Thái Lan với đội hình mất nhiều cầu thủ chủ chốt đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng hầu hết người hâm mộ đất nước mặt trời mọc không chấp nhận khi chứng kiến đội nhà chơi dày dạc, bộc lộ quá nhiều điểm yếu và nhận kết quả xấu hổ. Sau trận đấu với U23 Qatar, nhà cầm quân 51 tuổi thanh minh rằng: "Tôi muốn bản thân mình cũng như các cầu thủ xem thất bại tại giải đấu ở Thái Lan là một bài học kinh nghiệm cho Olympic 2020. Tôi muốn tiếp tục." Theo trang web tokyosport.co.jp, U23 Nhật Bản sẽ trở về nước vào ngày 17 tháng 1 và sau đó sẽ có một cuộc họp với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kozo Tajima cũng như bàn về tương lai của ông Morizasu, người cũng đang dẫn dắt tuyển quốc gia. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc thảo luận với Ủy ban Kỹ thuật thuộc Liên đoàn bóng đá Nhật Bản trong tháng này. Một số thông tin từ truyền thông địa phương tiết lộ, ông Kozo Tajima sẽ khó cứu Morizasu để chờ Olympic 2020 khi chỉ trích đang lan rộng trên khắp Nhật Bản. Theo tờ Hochi Shimbun, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy 84% người hâm mộ Nhật Bản từ chối việc nên để huấn luyện viên Morizasu tiếp tục công việc. Bản thân người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng úp mở trên tờ báo này về khả năng sẽ phải chấm dứt hợp đồng dẫn dắt tuyển U23 Nhật Bản với ông Morizasu. Trên thực tế, chỉ trích nhắm vào ông Morizasu là dễ hiểu, bởi dù U23 Nhật Bản đã có xuất dự Olympic 2020 với tư cách là chủ nhà, nhưng vòng chung kết U23 châu Á là giải đấu lớn nhất ở cấp độ tuổi này của châu Á. Một số kênh truyền thông Nhật Bản trước đó chỉ thẳng việc đội quân của huấn luyện viên Morizasu đã có màn trình diễn quá tầm thường ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 và là đội bóng U23 yếu nhất trong lịch sử. Huấn luyện viên Philippe Chazier của tuyển U19 Việt Nam nhận xét trên Football Channel rằng ông không thể tin một tuyển U23 Nhật Bản lại thể hiện một lối chơi quá rời rạc, liên tục mất bóng, sai lầm hàng thủ liên tục xảy ra và thiếu quyết tâm. Trợ lý Lê Huy Khoa, Việt Nam càng mạnh, đối thủ càng muốn đánh bại. Chia sẻ trên trang cá nhân, trợ lý Lê Huy Khoa gửi lời động viên đến các cầu thủ U23 Việt Nam trước khi bước vào trận đấu quan trọng với U23 Triều Tiên. Đội tuyển U23 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào trận đấu vô cùng quan trọng với U23 Triều Tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trên trang cá nhân, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã gửi lời động viên đến toàn đội, đồng thời ông nhắc lại một kỷ niệm đẹp tại chính giải đấu này cách đây 2 năm. Có bạn bảo U23 Việt Nam sắp xách ba lô về nước, mình chợt nhớ đến 2 năm trước ở Thường Châu. Hồi ấy bọn mình còn không dám tháo hành lý, để nguyên vậy vì chuẩn bị sẵn tinh thần về luôn hôm sau. Vài lần chuẩn bị tâm lý thế thì cứ đá đến trận chung kết. Bóng đá như cuộc đời, khi lâm vào cảnh nguy nan sẽ chứng minh được sức sinh tồn của con người. Khắc phục khó khăn đã tạo nên tinh thần riêng của Việt Nam xưa nay. Bóng đá như cuộc đời, khi bạn thành công thì bạn sẽ càng có nhiều đối thủ, ai cũng muốn đánh gục bạn. Bóng đá Việt Nam giờ giữ được vinh quang cũng là nhiệm vụ quan trọng, vì đối thủ tiến bộ cũng rất nhanh, ông Khoa viết. Vòng chung kết U23 châu Á 2018 chính là giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam đã gây tiếng vang khắp châu lục dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta lần lượt vượt qua những đối thủ đáng gờm như Australia, Iraq hay Qatar để góp mặt ở trận chung kết. Đây là điều mà trước khi giải đấu bắt đầu, những cổ động viên lạc quan nhất cũng không dám tin điều đó là sự thật. Đội tuyển U23 Việt Nam đã mất đi quyền tự quyết tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nỗ lực hết sức có thể. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, chắc chắn U23 Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía người hâm mộ.